Ở đây mình sẽ không đánh hòm âm dưới này đâu nha, mình đánh ở đây không ạ. Nha, đây là la thứ nè, mi thứ, pha trưởng thì vẫn chơi ở đây nha, la thứ, rê thứ, mi thứ nằm đây luôn nha, son trưởng thì nằm đây. Và điệu, điệu mình sẽ đàn như thế này nè. Đầu tiên á, mình để ý là khi mình đàn nó phải có ba dây bá này nè. Ha. Là ba dây bát, rồi cái chát là ba dây dưới. Mình đánh đủ ba dây dưới thì nó mới ra cái chát nha. Chát nghỉ. Chát nghỉ. Chát nghỉ. Ha, nhưng mà khi mình lên pha nè. Với lại cái pha này thì mình đánh là bùng bùng chá, bùng 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 chá, bùng giống như là để xỉu sọc á, bùng bùng chá, 1 2 3 4 5 6 7, rồi lên dây thì mình đánh lại bình thường lại, chỉ có cái pha này thôi. Ví dụ như thế này, đâm vơ, tôi đánh chậm, tôi hát chậm nha, đâm vơ cây quên nữa, mỗi một cái ô nhịp vậy á, mình sẽ đạt bùng bùng chá 2 lần nha. Rồi lại nè, đâm vỡ cây đàn đời, đâm vỡ cây đàn. Qua mì thử nè, người ơi người ơi, tình ơi tình ơi, đâm vỡ đàn dần đời đời chăng. Tới đây nè, mình không đánh điệu bùng bùng chát gì hết, mà tới cái đây nè, quên đời thì cái chỗ đời này mình đánh nó si luôn. Chỗ này mình đánh như thế này nè. Si re si la mi, si re si la mi, si re si la mi, re mi re re, anh đánh đây nha, hoặc là re đây thì anh thôi nha. Si re si la mi, re mi la si re si la mi. Này lại nè, si re si la mi. Đây là ngăn số 7 nha, mình ba rê sẵn cái tay này nè. Si re si la mi, re mi, la, la là dây 4 nha. La si re si la mi. Xong rồi tiếp mình ba rê ba cái dây của ngăn số 9 và mình bấm ngón út vô ngăn số 12 dây 1. Mình đánh số cái. Trái cái này nè. Ha. Nhưng mà khi đánh trái thế này thì mình đánh ở định đánh ba dây đi. Nha. Mà dày luôn nha. Rồi lại này nha. Hoặc là si si re si la mi re mi, thấy không? Si re si la mi re mi la si re si la mi. Rồi được chưa anh? Rồi. Câu thứ hai. Đâm vỡ cây con gái yêu đàn, người ơi làm sao để nuôi đâm vỡ cây đàn dần rồi chẳng đến dần đời chớ. Đây là mi tứ nè, dưới đây là bảy không, dần đời chớ như bàn tay. Thì tới chỗ bàn tay thì mình sẽ đánh là bàn tay, đây là la đô, mình đánh như này nè, ba dây trên nè, ha. Xong rồi cái ngón tay ba rê nè, ở đây nè mình đánh dây thứ 4, thứ 3, số 2. Rồi xuống nốt rê nè. Cái rê này anh phải ba rê ba dây nè. Anh có thể đánh ba ngón này cũng được nha. Ví dụ nè. Nhưng mà tôi đánh vậy thì anh thấy chậm quá nha. Là ở vậy cũng được nha. Ha. Rồi bắt đầu nè. Mi re đô re mi re đô la, hay là mi mi đây nè, mi đây có sẵn nè, la đô re mi re đô re mi re đô la, mi re đô re mi re đô la. Xong bấm cái la thứ nè, bấm ba ngón thôi, đánh xuống chát gãy. Rồi anh đưa tôi đánh lại cái chỗ nè. Dần người đôi chẳng thấy đến, dần đời chớ như bằng
chưa? Rồi làm lại nha. Đâm vỡ cây đàn, đời đâm vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đâm vỡ cây đàn, giật đôi đôi trắng môi, giật người điên đảo quân. Chưa? Rồi đây là cái phần đệm đầu tiên. Rồi bây giờ chị hướng dẫn cho anh cái nốt phần dạo nè. Tại phần dạo nó khó cho tôi hướng dẫn sau, anh sẽ tập sau nha. Đầu tiên là anh sẽ để nốt la nó nằm ở dây số 4, nhăn số 7 nè. La nè. La nè, đố nè. Đố, đố là ngăn 10. Đố là ngăn 10 nha. La, đố, cũng dây 4. La, đố, la. La, đố, la. La, đố, la, son. Son là trưởng đây nha. La, đố, la, son, mi, mi. La, đố, la, son, mi, mi. À, la, đố, la, son, mi, mi. Đó là cái phần đầu. Tiếp theo nè. Son, lá, son, mi, re, re. Son nè, son ngay đây nè. Son, lá nè. Son, mi. Mi, mi là dây số 5 và nhân số 7 nè. Mi, re, nhân 5 nè. Rồi tôi đánh lại hai câu nè. La, đố, la, son, mi. Son lá son mi re. Rồi bây giờ tới câu thứ ba nè. Xì nè. Ở đây ba re sẵn vậy nè. Để đây nè. Xì. Xì mi nè, xì mi nè. Xì mi re xì. Re dây vuông nha. Xì mi re xì mi son. Là nè. Coi cái tay tôi chỉ nè. Xì mi re xì mi son. Sau là ngón 3, ngón 2 ha. Cái mi, mi dây vuông nè. Là thì cái la này mình ba rê sẵn như nè. La. Xong cái mình la xong rồi dưới này nè. Nó có sẵn cái hầu âm la tứ rồi. La. À, lại nè. Si, mi, rê, si, mi, son, mi, la. Lại nè. Si, mi, rê, si, mi, son, mi, la. Rồi tôi đánh lại hàng thứ nhất nha. La, đô, la, son, mi, mi. Son, la, son, mi, rê, rê. Si, mi, rê, si, mi, son, mi, la. Lần nữa. La do la son mi mi son la son mi re re si mi re si mi son mi la. Rồi đó là hai câu của hàng thứ nhất. Bây giờ tới hàng thứ hai cũng đánh lại nữa. La do la son mi mi son la son mi re re. À nhưng mà tới đây rồi không có chạy lên đây nữa mà ở chỗ này bắt đầu từ ngăn 4 nè. Si re si la son re. Ở đây nè, si re si la. Cái nốt son chỗ này nè, với nốt rê nè. Mình phải đôi ba rê lại luôn. Si re si la son rê mi. Ha, rê mi la. Anh thấy chưa? Si re si la son rê mi la si. Si re si la son rê. Si re si la son rê mi la si. Re si la son rê mi son la. Anh câu vậy đó. Anh coi tôi đàn nguyên câu nè. Si re si la son re mi la si re si la son re mi son la si re si la son re mi son si re si la son re mi son la. Rồi ta sẽ đàn con số 3 nè. La do la son mi mi son la son mi re re. Rồi bây giờ đánh từ đầu dạo cho tới cái phần điệu khúc nha. Nó mỏi tay không? Rồi. La do la son mi mi son la son mi re re si mi re si mi son mi la. La do la son mi mi son la son mi re re si mi re si mi son mi la. La do la son mi mi son la son mi re re si re si la son re mi son si re si la son re mi son la. Bây giờ tôi đánh cái đó tôi không đọc nó nha. Câu cuối cùng nè. La do la son mi mi
đâm vỡ cây. Làm sao để nuôi